Đầu tiên thì Vân muốn cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ rất nhiệt tình cho Vân Lớp 44. Các bạn đã share rất nhiều, vì vậy là chỉ sau hơn 2 ngày, Vân Lớp 44 đã đạt được hơn 10.000 view. Thực ra những người làm nội dung như Vân hay là các bạn blogger khác thì đều rất là mong muốn những cái nội dung mà mình phát triển lên á thì sẽ có thật nhiều người xem. Vì vậy hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách share những cái video này để cho có thật nhiều người xem được nội dung mà Vân muốn gửi gắm. Như là đã hứa với các bạn trong tập 44 thì tập 45 Vân sẽ tiếp tục chia sẻ về một vài cái bí quyết mà Vân có được trong một cái lĩnh vực mà Vân cũng có một chút kinh nghiệm, đó là về việc viết. Các bạn cũng biết là Vân là nữ hoàng đi thi. Trong tất cả các cuộc thi tuyển hay là những cái học bổng hay là những cái chương trình mà Vân ứng tuyển vào thì thông thường vòng 1 người ta sẽ yêu cầu mình sẽ phải viết một bài luận. Bài luận đó sẽ là cái yếu tố quyết định giúp mình có thể đi tiếp vào vòng 2 hay không. Thì trong suốt hơn 10 năm qua, Vân đã phải viết rất nhiều bài luận cho các cuộc thi, thi môi trường, thi kế hoạch kinh doanh, các chương trình học bổng. Và Vân cũng đã rút ra cho mình 6 cái bí quyết nhỏ nhỏ về việc viết. Và hôm nay Vân rất muốn chia sẻ với các bạn 6 bí quyết giúp bạn viết luận tốt hơn. Bí quyết đầu tiên, trước khi mà mình viết một bài luận nào đó thì Vân nghĩ là chúng ta nên tham khảo những bài luận hoặc những bài viết cùng giải quyết một vấn đề tương tự. Điều này sẽ giúp cho mình có thêm ý tưởng hoặc là sẽ giúp cho mình cảm thấy thoải mái và quen thuộc hơn với cái chủ đề này. Một ví dụ là ngày xưa khi mà còn học cấp 3 thì Vân viết những cái bài luận để xin vào các trường đại học ở Mỹ thì Vân rớt. Nhưng mà Vân nhớ là trước khi mình viết á, mình đã đọc rất là nhiều bài luận của các bạn khác và câu hỏi chung cho các bài luận là hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện về bạn. Thì khi mà nghe một câu hỏi như vậy á, bình thường chúng ta sẽ rất là muốn là tạo ấn tượng tốt với ban tuyển sinh bằng cách là kể hết các cái thành tích học tập ra. Tuy nhiên, Vân đã bị rất bất ngờ khi đọc những bài luận mà đã thành công. Ví dụ như có một bạn viết về những suy nghĩ trong đầu bạn đó trong lúc bạn đó tắm, hay là có một bạn kể về bà ngoại của mình, có một bạn kể về cái lớp học của bạn đó. Thì Vân mới nhận ra là để kể về một con người không nhất thiết phải nói về những thành tựu của mình, mà chúng ta có thể kể về một người thân, về một sự việc ảnh hưởng đến chúng ta. Nói chung là kể một câu chuyện gì đó để mà thấy được rõ cá tính của chúng ta. Và cái việc đọc nó giúp cho Vân cảm thấy thoải mái hơn và cảm thấy là giới hạn là bầu trời. Mình có thể sáng tạo, mình có thể thoải mái thể hiện một cái câu chuyện riêng nào đó để trả lời câu hỏi này. Cho nên là trước khi viết một đề tài hay là một bài luận nào đó thì Vân nghĩ là các bạn nên tìm đọc những bài viết có cùng chủ đề để cảm thấy thoải mái và quen thuộc với chủ đề đó hơn. Và nhất quyết là không được đạo văn, không được copy ý tưởng. Thứ nhất, bởi vì đó là một việc xấu, nếu mà mình làm việc xấu thì mình sẽ không được lên thiên đàng. Thứ hai, đó là những cái kỳ thi mà bạn apply vào thì thường những người trong ban tuyển sinh họ rất có kinh nghiệm, họ đã đọc hàng ngàn bài viết của những bạn cũng có tâm trạng như bạn rồi. Và nếu như mà bạn copy một cái bài viết đã thành công hay là bạn copy ý tưởng từ đâu đó thì chắc chắn người ta sẽ nhận ra và điều đó sẽ không có lợi cho cái bộ hồ sơ của bạn. Cho nên Vân muốn nhấn mạnh chuyện chúng ta đọc bài trước để chúng ta lấy ý tưởng và làm quen thôi. Còn hãy sáng tác, hãy sáng tạo và hãy chọn cho mình một cái ý tưởng nó personal nhất, nó riêng biệt nhất để mình sẽ khác biệt với tất cả những bài luận khác. Tip số 2 có liên quan đến tip số 1, đó là khi mà các bạn đọc các bài liên quan hoặc là bình thường các bạn đọc nhiều á, nhất là những bài được viết bởi những người sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, thì bạn sẽ học được hai thứ rất quan trọng: từ vựng mới, cái cấu trúc câu mới. Vân tin là mỗi ngôn ngữ sẽ có cái cách thể hiện khác nhau. Ví dụ trong tiếng Nhật có rất nhiều từ diễn đạt những cái điều mà trong tiếng Anh và tiếng Việt không có. Và tiếng Anh và tiếng Việt cũng vậy, có những cái cách diễn đạt mà tiếng Anh có và tiếng Việt không có, cũng như ngược lại. Ví dụ, nếu bình thường mình nói là chuyện này tạo nên một sự khác biệt rất lớn thì mình sẽ dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh, mình sẽ nói là this makes a huge difference too. Nhưng mà hôm trước mình vừa đọc được một bài thì nó có cái mẫu câu là this makes a world of difference too. Thì mình học được thêm một cách nói, nó cũng diễn đạt một ý nhưng mà nó sẽ sáng tạo và nó hay hơn. Hay là bình thường mình sẽ dùng từ là obvious cho chữ hiển nhiên, nhưng mà trong tiếng Anh nó cũng có một cụm từ là it goes without saying that. Thì nếu mà mình dùng cái này á, người ta sẽ thấy là mình sử dụng những cái cụm từ mà nó mới lạ hoặc là nó bản ngữ hơn, thì bài viết của bạn sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Vì vậy khi mà các bạn đọc những cái bài báo hay là khi các bạn tham khảo những bài luận khác, để các bạn hãy ghi xuống những cái từ hoặc là những mẫu câu mà các bạn cảm thấy mới lạ.
Tip số 3, hãy xây dựng bài viết của mình từ một câu hỏi cốt lõi hoặc là từ một ý tưởng cốt lõi. Nếu bạn viết một bài luận mà lan man và bạn không có một cái ý tưởng chung thì bạn sẽ rất dễ bị sa đà vào các chi tiết nhỏ, và cho đến cuối bài thì người đọc sẽ không hiểu là cái ý chính của cái người này muốn nói là gì. Điều này thì Vân nghe được từ một người thầy đã dạy writing và đã chấm rất nhiều bài. Và thầy ấy có lời khuyên là khi mà mình xây dựng một cái bài viết thì mình nên có một cái sườn, mình plan rất là kỹ các cái điều mà mình định nói. Ví dụ như đoạn 1 tôi định nói cái ý này, đoạn 2 tôi định nói ý này, và đoạn 3 tôi định nói ý này. Thì hãy dựa vào cái bộ xương đó và xây dựng cái phần thịt nó thật là chắc và nó bám chắc vào cái xương đó, thì bạn mới có một cái bài viết nó mạnh lạc, rõ ràng và đủ thuyết phục với người đọc. Tip số 4, dành thêm nhiều thời gian cho việc viết. Bất cứ khi nào phải apply cho một cái chương trình gì thì thông thường là Vân sẽ làm việc cho đến đêm, đi ngủ, và trong đầu vẫn nghĩ tiếp là làm sao để mình viết cái đoạn này nó thú vị hơn, dùng những cái từ nó cô đọng hay là nó mới lạ hơn. Và buổi sáng khi thức dậy thì cái việc đầu tiên Vân làm là ngồi bật dậy và đến bên cái máy tính, ngồi xuống và bắt đầu viết. Bởi vì sau một đêm thì hình như là cái não mình nó hoạt động rất là kỳ diệu. Nó sẽ kết nối các ý tưởng mà mình có trong một ngày và mình sẽ bật dậy có những cái ý tưởng mới. Và rất là kỳ lạ là mỗi lần Vân đọc lại bài sau khi mình ngủ dậy thì mình đều thấy là có một cái gì đó mình có thể chỉnh sửa và làm cho nó tốt hơn. Vì vậy Vân nghĩ là hãy dành thời gian cho nó nhiều, bởi vì mỗi lần bạn đọc lại bạn đều sẽ có thể tìm ra những cái điểm mà bạn có thể làm tốt hơn cho cái bài luận của mình. Tip số 5 đó là proofread và support group. Proofread rất là quan trọng. Proofread là đọc lại một bài sau khi mà mình đã viết xong, và thường là mình nên nhờ một người khác, bởi vì khi mà bạn đã làm việc với một cái văn bản quá lâu thì bạn sẽ bị hoa mắt, hoặc là nhiều khi bạn sẽ khó nhìn ra cái lỗi của mình hơn. Nếu bạn nhờ một người đọc cái bài của bạn lần đầu tiên, họ không biết gì hết và họ chỉ đọc câu hỏi, đề bài và họ đọc bài của mình, thì họ sẽ rất là trung lập và rất là fresh với cái ý tưởng này, và họ sẽ cho bạn những cái góp ý rất là tốt. Hoặc là bạn có thể có một cái gọi là support group, tập trung những cái người mà cùng mục tiêu giống như mình. Ví dụ như là bạn đang định ôn IELTS 6.5 thì hãy tập hợp khoảng 3-4 bạn cùng học với mình. Mỗi bạn sẽ có một cái thế mạnh riêng và mình có thể share cho nhau những cái bí quyết trong quá trình học. Các bạn đọc bài chéo cho nhau và các bạn có thể góp ý cho nhau. Còn proofread thì cũng rất là quan trọng. Vân có gặp được một người anh, một người bạn rất là tài năng và cũng rất là nhiệt tình trong việc giúp Vân proofread một số cái bài mà Vân viết. Đó là anh Matt Bieber. Anh Matt thì tốt nghiệp chính sách công ở trường Harvard. Cái cách anh giúp Vân proofread cái bài của Vân cũng rất là hữu ích. Khi mà người ta proofread cho bạn, người ta sẽ không chỉ ra cho bạn là câu này sửa vậy, câu kia sửa kia, mà người ta sẽ cho bạn thứ nhất là một cái ý tưởng rất là chung về cái bài. Đó là cảm nhận của tôi về cái bài của bạn như thế này, tôi nghĩ là bạn có thể làm tốt hơn chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, vân vân. Thì anh Matt là một người như vậy. Ngoài việc là nhờ anh proofread thì Vân còn có học với anh về critical thinking, và Vân học qua Skype nhưng mà rất là hiệu quả bởi vì anh thì ở nước ngoài và Vân là ở Việt Nam. Thì Vân thấy là cái việc mà có một người đi trước có nhiều kinh nghiệm proofread hoặc là support mình trong cái việc mà sửa cái bài luận của mình á thì cũng rất là hữu ích. Và ngoài ra thì anh Matt cũng có làm việc với các bạn sinh viên hoặc là các bạn cử nhân muốn làm những cái bộ hồ sơ nộp vào cao học. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể email hoặc truy cập trang web của anh mà Vân có để ở đây, hoặc là dưới phần description. Anh cũng có những khóa học về critical thinking và writing cũng rất là hữu ích. Hy vọng là các bạn có thể tìm được một khóa học phù hợp cho mình. Và nếu các bạn nói là bạn của Vân Possible thì hình như là sẽ được giảm tiền đó, giảm tới 10%. Các bạn hãy email về đây để hỏi thêm nha. Practice makes perfect. Không có chuyện gì có thể thay thế được cho việc luyện tập hết. Cho nên là để viết tốt hơn thì ngay từ bây giờ các bạn hãy tập viết. Vốn từ mình chưa đủ, ý tưởng mình chưa đủ, cái cách diễn đạt mình chưa tốt. Tất cả những cái đó mình chỉ có thể phát hiện được khi mình bắt đầu viết. Mình bắt đầu get your hands dirty thì các bạn mới biết được là tôi thiếu cái gì để mà mình bổ sung. Cho nên ngay từ hôm nay thì Vân nghĩ là nếu bạn thật sự muốn viết tốt hơn thì hãy ngồi xuống bàn tập viết. Mỗi ngày bạn có thể giao cho mình một cái nhiệm vụ, ví dụ như là viết nhật ký, hay là có một cái gọi là 5-minute journal. Mỗi buổi sáng dậy bạn sẽ dành 5 phút để viết, và buổi tối bạn cũng sẽ dành 5 phút để viết, để trả lời 3 câu hỏi. Buổi sáng khi thức dậy bạn sẽ trả lời là I'm grateful for, là tôi biết ơn điều gì. What would make today perfect, là điều gì sẽ làm cho ngày hôm nay tuyệt vời. Và điều thứ 3, affirmation, I am, tức là
một sự khẳng định tôi như thế nào đó. Còn buổi tối thì bạn sẽ trả lời một câu hỏi là What are the three great things that happened today? Tức là ba điều tuyệt vời nhất đã diễn ra trong ngày hôm nay là gì? Thì chỉ cần là bạn viết 5 phút buổi sáng và buổi tối bằng tiếng Anh thì bạn cũng có thể luyện được cái cách diễn đạt bằng tiếng Anh của mình. Hoặc là bạn có thể viết nhật ký bình thường cũng được. Nói chung là phải bắt tay vào viết thì mình mới phát hiện ra là mình thiếu gì để mà bổ sung được, đúng không? Vừa rồi là 6 điều mà Vân đã tự nghiệm ra được sau quá trình viết rất là nhiều bài luận. Và đây là một quá trình Vân cảm thấy khi mà mình mới bắt đầu viết thì mình rất là mệt mỏi, bởi vì không có gì hết. Bạn phải bắt đầu gõ, rất là mệt mỏi, rất là đau đớn. Nên là writing is painful but it's beautiful. Đó là một cái quá trình sẽ rất là đẹp. Bởi vì những cái người mà viết là những người mà thứ nhất mình sẽ tập được cái cách sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình. Thứ hai là có những cái câu chuyện mà nếu bạn không viết ra thì bạn sẽ không lưu lại được và người khác cũng không đọc được. Cho nên Vân thấy là việc viết là một cái việc rất là beautiful, rất là thú vị. Và Vân làm chứng là khi mà bắt đầu thì sẽ rất mệt, nhưng khi bạn ở trên con đường đó rồi bạn sẽ bị ghiền. Vân viết luận đến mức là bị ghiền luôn và mình rất là enjoy cái việc viết. Nếu mà khi nào có thời gian thì mình sẽ viết rất là nhiều. Hy vọng là 6 bí quyết nho nhỏ vừa rồi của Vân có thể giúp các bạn một chút xíu trong việc viết luận của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Vân lắm trong suốt thời gian vừa qua. Đừng quên nhấn nút subscribe và share video này cho thật nhiều những bạn khác đang học tiếng Anh cũng biết nha. Và hãy comment cho Vân biết là bạn có bí quyết nào khác không, hay là bạn có gặp những khó khăn nào khác không, hay là bạn nghĩ gì về vlog này. Vân sẽ chờ đọc comment của các bạn, nhất là với những bài được viết bởi những natives. Proofread rất là quan trọng. And I will see you very soon in the 46th episode. Thank you and see you soon. Bye.